ly hôn không có nghĩa là phải thù ghét, oán hận nhau. Sau 11 năm vun đắp hạnh phúc, Bằng Kiều và vợ cũ Chi Di Phương Trinh có ba cậu con trai ngoan ngoãn kháo khỉnh. Tuy nhiên khi không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, cả hai quyết định đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau ly hôn, nhiều tin đồn xung quanh mối quan hệ của cả hai trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhưng cả Bằng Kiều và vợ cũ Chi Di Phương Trinh đều tập trung cho cuộc sống riêng mà ít quan tâm đến thị phi. Điều quan trọng hơn, trên trang cá nhân của cả hai, khán giả đều thấy được cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết vẫn là người cha người mẹ có trách nhiệm rất quan tâm và dành nhiều tình cảm cho ba người con mới đây trên trang cá nhân của mình chi di phương trinh chia sẻ những cảm xúc rất sâu sắc sau khi đi ăn tối cùng bằng kiều và các con trong một nhà hàng cô kể lại câu chuyện được bằng kiều rủ đi ăn tối cùng các con và vô cùng hạnh phúc khi được ôm chầm lấy khi gặp mẹ điều đó khiến cô cảm nhận được vui mừng của con và cũng là hạnh phúc của người làm mẹ thông qua bữa ăn tối chi di phương trinh cũng bày tỏ những suy nghĩ của mình về mối quan hệ với người cũ sau khi chia tay đối với cô nuôi con chính là trách nhiệm của các vợ chồng sau khi ly hôn cho nên giữ mối quan hệ bạn bè là cách tốt nhất để cùng chăm sóc dạy dỗ con cái hiện tại chi di phương trinh vẫn là mẹ đơn thân chăm sóc ba cậu con trai ở mỹ bên cạnh có sự hỗ trợ về vật chất của chồng cũ thì cô cũng thường xuyên đi lưu diễn sau hôn nhân đổ vỡ với chi di phương trinh bằng kiều có tình yêu mới với hoa hậu dương mỹ linh nhưng cả hai cũng đã chia tay sau đó anh hiện tập trung phần lớn thời gian vào công việc chăm con vẫn đi hát ở cả mỹ và về việt nam tham gia các chương trình sự kiện diễn ra trong nước